Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chiều hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đang đi trên con đường Cao Đạt, thẳng hướng về Nguyễn Biểu, khu vực cầu Chữ Y. Chiều hôm nay thì em đang trên đường đi làm về. Chúng ta sẽ quẹo cái hẻm 197 Cao Đạt, khu chợ Cao Đạt. Rồi mình sẽ vòng qua khu chợ Hòa Bình. Buổi sáng ở đây là khu chợ bán rau cải, gọi là khu chợ nhỏ thôi. Dừng lại chút xíu để cô chú anh chị có thể hình dung được khu xóm ngày hôm nay. Rồi mình sẽ đi vòng qua bến Hàm Tử ha. Buổi chiều thì bán đồ ăn vặt, là bánh tráng trộn rồi há cảo ốc. Bún bò Huế nơi này cũng rất là quen thuộc với anh Phương nè. Chúng ta vừa đi qua khu chùa Thiện Mỹ. Buổi chiều thì trong các khu xóm hẻm, khu chợ đều có những hàng quán ăn uống, thấy rất là yên bình ha. Chiều làm miếng nấu cơm thì ra trước cửa có món này món kia món nọ, rất là tiện. Ở Sài Gòn được cái mua đồ ăn rất là dễ, trừ cái lúc mà dịch bệnh thôi, trừ cái thời điểm phong tỏa thì lúc đó mua đồ ăn nó khó thôi, chứ bây giờ chỉ ra là có, chứ sợ không có tiền. Bên phải chúng ta đó là lô C chung cư như chỗ quán. Mình ra đây là hẻm với số cũ là số 58, hẻm này là hẻm 58 đó. Ngày nay là hẻm 676. 58 đường bến Hàm Tử. Còn 676 là đường Võ Văn Kiệt. Đây chúng ta đi thẳng ra đầu hẻm nè. Bên đây đó là con đường Võ Văn Kiệt, cũng là bến Hàm Tử ngày xưa. Bên cánh trái chúng ta đó là khu cầu Chữ Y. Nhìn qua bên kia là xóm Lò Heo, đường Hưng Phú. Mình sẽ quẹo phải ha. Quẹo phải đường bến Hàm Tử, đi đến khu chợ Hòa Bình. Rồi sẵn gửi cô chú anh chị vài hình ảnh ở con đường Trần Tuấn Khải, cũng như là con đường Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa. Và video clip này thì cũng theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, muốn nhìn lại khu đường Trần Tuấn Khải để xem ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà cô chú anh chị không có yêu cầu số nhà trên đường Trần Tuấn Khải thôi, thì chúng ta sẽ đi từ đầu đường đến cuối đường là con đường Trần Hưng Đạo ha. Sẵn đi lòng vòng để bà con cô bác thấy cảnh trời chiều ở Sài Gòn nó như thế nào. Có nhiều cô chú anh chị chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay chúng ta cùng quay lại khu Hàm Tử, chợ Hòa Bình, nơi rất là quen thuộc. Nhưng mà đường xá ngày nay thì rất là xa lạ. Bên phải mình có hẻm hình như là ngày xưa là hẻm 64 hay gì đó, hay là hẻm 84. Lúc trước em cũng có đi vô hẻm đó để tìm hỏi người thân đó của cô chú anh chị, nhưng mà giờ cái bảng, cái tên hẻm, cái số hẻm người ta cũng gỡ luôn rồi. Bây giờ mang tên hẻm số 744 rồi. Đó, đi bộ lòng vòng vô khu xóm Hàm Tử. Hẻm 144, đúng rồi, hẻm 144.
Bây giờ Sài Gòn khoảng hơn 5 giờ rưỡi. Bên cánh phải mình đó là khu chợ, khu bệnh viện nhiệt đới, cũng là bệnh viện Chợ Quán ngày xưa. Con đường Trần Tuấn Khải thì nó không có dài, nó liền từ bến Hàm Tử cho đến Trần Hưng Đạo. Ở cuối đường Trần Tuấn Khải thì có gần với rạp Oscar và rạp Palace. Rạp Oscar ngày nay là hình như là rồi sau đó đổi tên thành rạp Đồng Tháp, rồi sau đó là nhà hàng Hoa Biển, còn bây giờ thì không biết thành quán cà phê hay là quán ăn tên gì đây. Hồi nữa xíu nữa chúng ta sẽ ra xem thế nào ha. Còn rạp Palace ngày xưa thì bây giờ là rạp Đống Đa. Những thông tin được cô chú anh chị chia sẻ là nó có sự thay đổi như vậy, chứ bình thường ở cỡ tuổi em thì sao mà biết được những cái địa điểm như vậy. Một là thông qua mạng xã hội, thông qua internet, hay là thông qua lời chia sẻ của cô chú anh chị. Ở trên mặt chúng ta đó là con đường Huỳnh Mẫn Đạt ở bên cánh phải. Nếu mình đi thẳng thì ra đường Bạch Vân, đi ngang qua khu chợ Hòa Bình, chúng ta sẽ đi theo con đường Võ Văn Kiệt ha, không có đi thẳng nha. Tại chỗ này là cái cua quẹo đó, cua quẹo hướng về bên trái, nó đi thẳng là đường Bạch Vân đó. Ở khu chợ chiều thì cũng có bán đầy đủ các loại rau củ quả, thịt cá, nhưng mà giá thì nó sẽ rẻ hơn buổi sáng, vì bây giờ chợ chiều ai cũng xả hàng. Đối với những hình ảnh này thì nó cũng không có gì xa lạ đối với rất nhiều cô chú anh chị xem trên kênh Vinh Lâm TV, nhưng mà phải theo lời yêu cầu thì có clip này clip kia, có clip nào ở khu mới thì em sẽ đi vòng vòng ở khu mới, còn đa phần là theo lời yêu cầu của cô chú anh chị. Những cái lượt view cũng như là những lượt chia sẻ cũng là nhờ cô chú anh chị nhiệt tình chia sẻ thôi, chứ những nội dung này thì ở những khán giả ở Sài Gòn cũng như ở Việt Nam thì cũng ít xem. Ở đây có lò than, vừa than đá ngày xưa ở đây. Ở đây buổi tối bây giờ bán đồ ăn vặt. Rồi hôm bữa có quán Hào ở đây. Mấy bữa mua đem về đó. Này đâu có tiêu rồi ta. Hào phía trước nè, ở ngay góc đường Trần Tuấn Khải luôn, cũng là con đường Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa. Không biết số nhà ngày xưa so với ngày nay thì nó như thế nào. Lúc trước em đi ở con đường này tìm lại số nhà số 181, nhưng mà số ngày nay nó cũng thay đổi. Sau khi thực hiện clip đó thì có nhiều cô chú anh chị chia sẻ số 181 nó nằm ở gần với Bạch Vân. Chúng ta thấy con đường trời chiều xe cũng ít, các xóm hẻm thì cũng không có đông. Do là giờ nó trời cũng hơi tối nên thành ra các xóm hẻm cũng hơi tối, đi vô nhìn thấy không rõ ha. Đây là đường Đào Tấn nè, đi lại chút nữa là chợ cá Đào Tấn. Bên trái là hẻm số 65. Buổi chiều các hàng quán ăn uống chuẩn bị dọn ra. Chúng ta thấy có quán mì Quyền Ký nè, bên cánh phải.
Rồi bên cánh trái là số 75, ngày nay không phải là số 181 ha. Nhà cửa bây giờ cũng thay đổi hết rồi. Nên thật ra những video clip như thế này thì hy vọng là cô chú anh chị cũng hình dung thôi, hình dung cái vị trí cũng như cái địa điểm ngày xưa và ngày nay nó như thế nào. Ở trên con đường này thì chỉ còn lại những chung cư là chưa có thay đổi, với lại có đi tới một chút thì có khách sạn Đông Kinh. Rồi, đây là giao lộ Bạch Vân nè. Bạch Vân là số 113, hủ tiếu mì Minh Ký. Ở bên kia là chung cư Trần, chung cư xá Trần Tuấn Khải nè, số 92 Trần Tuấn Khải. Đường Bạch Vân buổi chiều bán trái cây rất là nhiều ha. Buổi chiều ở con đường Trần Tuấn Khải bán đồ ăn quá trời luôn, đủ món hết. Hủ tiếu mì, hủ tiếu xào, cơm gà, mì xào giòn, hủ tiếu sườn miền Tây bên kia. Đây bán bò lá lốp lượm em. Do là mình không có mua nên thành ra chỉ đi ngang thôi ha. Còn đây là khách sạn Đông Kinh. Không biết cô chú anh chị có hình dung không? Khách sạn Đông Kinh, một nơi cũng rất là nổi tiếng. Khách sạn cũng rất là lớn ha. Ngoài những món hủ tiếu rồi cơm gà xóa mỡ, mì xào giòn thì cũng có quán cơm bình dân. Nếu mà gia đình nào mà không nấu cơm thì ra mua một hộp cơm rồi một phần đồ ăn, thế là xong một buổi tối, có người nấu sẵn luôn. Ở đây có quán Lò Đất, thấy cũng rất là đông nè. Quán Lò Đất bên cánh trái nè, nướng và lẩu. Đây là số 134 đường Nghĩa Thục. Ta đi tới chút xíu nữa, nhà có số nhà số 181. Và em đi rất là chậm, hy vọng là cô chú anh chị sẽ hình dung được cái con đường Trần Tuấn Khải ngày hôm nay. Bên cánh phải chúng ta đó là khu nhà trẻ trường mầm non 5A, số 152 đường Trần Tuấn Khải. Rồi số 181 nằm bên cánh trái, ngay góc đường luôn. Nhà trắng, không biết cô chú anh chị có hình dung không? Chỗ không phải, đây nhà số 181 đây, Hoàng Thông, giống như là khu chung cư vậy đó. Kế bên 183. Sẵn tiện đi ngang thì một view vài hình ảnh để cô chú anh chị hình dung thôi ha. Chứ thật ra số nó cũng thay đổi, không biết có đúng như vậy hay không. Và con đường Trần Tuấn Khải ngày hôm nay, không biết so với cái thời của chú anh chị thì nó như thế nào. Bên cánh trái chúng ta có khách sạn Hạnh Long. Khách sạn Hạnh Long. Khách sạn Hạnh Long vẫn như ngày xưa.
vẫn nằm ngay góc đường Trần Hưng Đạo với lại Trần Tuấn Khải. À, bên kia có hẻm 930 930 Trần Hưng Đạo nè. À, một con hẻm ngày xưa cũng có rất nhiều của chú anh chị biết đến. À, quẹo phải là rạp Đống Đa và cũng là rạp Blast ngày xưa. Ở bên cánh trái chúng ta đây. À, hướng này là mình sẽ đi về quận 1, về trung tâm Sài Gòn. Đi tới chút xíu nữa là rạp Oscar. À, để xem rạp Oscar ngày nay là nhà hàng, quán ăn hay là quán cà phê gì ha. À, chúng ta đi tới chút xíu nữa. Ở đây là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa. Khu này thì chú Hòa cũng rất là quen thuộc nè. Vài ngày nữa thôi là chú Hòa hạ cánh phi trường Tân Sơn Nhất rồi. Và chúng ta sẽ được nhìn thấy những hình ảnh này rất là rõ. Tuy tuy xa mà gần ha. Nhiều khi nhìn những hình ảnh này thì cảm thấy Sài Gòn nó gần hơn, không cần phải đi về luôn á. À, ngày nay là trung tâm giải trí Cát Đằng Hoa Biển, rạp Oscar ngày xưa đây, rạp Oscar là trung tâm văn hóa quận 5, này chắc là thuộc quản lý của nhà nước rồi. Buổi chiều là giờ người ta nghỉ ngơi. À, nhưng ở bên cạnh đó thì cũng là thời điểm mà nhiều người phải đi bắt đầu buôn bán, bắt đầu cuộc mưu sinh của mình. À, như chị phía trước chúng ta đây. Chị đi nhặt những cái thanh nhựa, thanh gỗ. Cái gì bán được thì bán. À, cái gì không bán được thì đem về xài, ví dụ như gỗ thì đem về làm củi, còn nhựa đồ thì sắt đồ thì bán ve chai. Và đây là khu bệnh viện Sùng Chính, khu bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Ở bên trái có đình Tân Kiển. Định lòng vòng vô chợ rồi nhưng mà chợ thấy tối quá nên là thôi đi về luôn. À, hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn video clip bữa khác ở chợ Hòa Bình, với những hình ảnh mà của chú anh chị yêu cầu là những sạp bán thịt heo quay, bán thịt heo, bán thịt quay ở trong chợ. Bây giờ trong chợ bắn lắm mà vô quay thì cũng kỳ, không mua mà quay người ta cũng ngại. Quay phải nói mà rồi nhiều khi quay không nói, nhiều khi của chú anh chị không có hiểu. À, nhìn hình không biết người ta đang làm gì thì thoáng qua. À, rồi thôi, chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi vài hình ảnh ở khu xóm hẻm cũng như con đường Trần Tuấn Hải để cô chú anh chị có dịp hình dung và cũng
cũng là dịp để mình thấy được cái hình ảnh của Sài Gòn, thấy được hình ảnh của quê hương ở gần hơn với chúng ta mỗi ngày ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa. Chúc quý anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.